Cẩm Diệu xanh mặt khi kể lại nhiều lần Mạnh Quỳnh dạy dột suýt chết vì Phi Nhung. Chia sẻ trong một thất show cách đây không lâu, vợ của Mạnh Quỳnh là Cẩm Diệu cho hay, có lẽ vì Mạnh Quỳnh là một người khá kính tiếng nên khán giả chưa hiểu nhiều về anh. Nhưng những gì khán giả có thể biết được về chồng mình thì Mạnh Quỳnh là một người vô cùng gà lăng và đẹp trai. Thế nhưng có một câu chuyện sau đây, có lẽ mà khán giả không thể ngờ được, đây là câu chuyện vô cùng bí mật. Có lẽ đến thời điểm hiện tại, Mạnh Quỳnh cũng chưa bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai. Sau khi xin phép anh Mạnh Quỳnh thì Cẩm Diệu đã trăng trọc rất nhiều ngày mới tiết lộ điều này cho mọi người biết. Khi còn trẻ Mạnh Quỳnh và Cẩm Diệu chưa hề quen biết nhau, khi ấy Phi Nhung cũng chưa may mối Cẩm Diệu cho Mạnh Quỳnh. Cẩm Diệu tiết lộ rằng, ngày xưa lúc còn bồng bột có lẽ không ai có thể ngờ rằng một người đẹp trai như Mạnh Quỳnh lại có thể gục ngã trước khá nhiều cô gái đẹp. Có lẽ mọi người cũng chưa được biết rằng Mạnh Quỳnh từng có ý định tự tử khi không đến được với một cô gái. Mạnh Quỳnh yêu đơn phương, không được đáp lại tình cảm nên có lẽ ca sĩ đã nghĩ quẩn vào thời điểm đó. Tuy nhiên Mạnh Quỳnh vẫn còn khá may mắn khi được chính người tình sân khấu Phi Nhung lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Phi Nhung chính là người đã giúp cho Mạnh Quỳnh hiểu được rằng đâu là mối tình chân thật cũng như tính tình thật thà và ga lăng mà Phi Nhung từng nói cô sẽ không bao giờ yêu Mạnh Quân bởi cái tính ga lăng này. Trước đó Phi Nhung từng chứng kiến Mạnh Quân ga lăng với quá nhiều cô gái, chính vì vậy cứ hỏi cô nào dám yêu Mạnh Quân có thể thấy rằng đây chính là lần chết hụt của Mạnh Quân. Sau khi nghỉ quẩn vì mối tình không đi đến đâu, lần thứ hai Mạnh Quân chết hụt có thể kể đến đó chính là vào một lần anh đã cho một người bạn thân vay một số tiền khủng. Cũng vì tính tình thật thà mà Mạnh Quỳnh không ngờ rằng người bạn ấy lại lừa mình. Một lần nữa mất tiền oan vì quá tình người, Mạnh Quỳnh lại nghĩ quẩn đến cái chết. Anh cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, và cũng chính sự ngu ngốc và non nớt của Mạnh Quỳnh mà lần này Mạnh Quỳnh thật sự đã muốn tìm đến cái chết lần thứ hai. Nhắc đến đây thì Cẩm Diệu thật sự thấy vô cùng thương chồng mình. Tôi ước gì ngày ấy có thể đến bên Mạnh Quỳnh sớm hơn, cũng chính bởi vậy tất cả những điều này chính là lý do từ trước đến nay chúng ta có thể thấy rằng Mạnh Quỳnh luôn tôn sùng Phi Nhung yêu thương phi nhung như một người tình hơn hết đó chính là phi nhung đã là người nâng đỡ cho mạnh quỳnh giúp mạnh quỳnh vượt qua hoạn nạn gian nan có thể kết luận rằng mạnh quỳnh còn mang ơn phi nhung rất nhiều về sau